Dạ Mùng Mai chúc chào bông, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay em gúp cái lô siêu nụ mà hồi sớm em có giới thiệu với chúng ta là 1.000 cây giảo siêu nụ á. Thì loại này em đang giảm giá còn có 100.000 một cây thôi cả nhà. Đó, hàng về thì rất là đẹp luôn nha. Đó, đây, em sẽ cho cả nhà mình cùng xem nha. Cái lô này thì chơi tết phào phào luôn rồi ha. Còn cái nít thì nó có đủ hết, uống dán, uống dây dán lông hết khoảng 2 gang tay của em nha. Đây, cái củ nè. Không. Đó, ha. Đây, đây còn ở vậy. Đó, cây như thế này đây. Đó, cái cốt nè, cốt chét nè. Bự trà bá luôn ha. Bự trà bá luôn nè. Đây để nè. Đó, cả nhà thấy nha. Rất là đẹp luôn nha. Đó, đây cây này 100.000 cây rồi cả nhà. Đó, coi nè, em lựa tuyển không á. Cây này hàng tuyển về luôn nha. Chỉ có 100.000 một cây. 5 cây bên em bao xiết nha, mỗi cây em tặng tặng một nha cả nhà. Đó, đếm chứ, đếm nha. Đếm chứ. Hồi nãy chị kia chứ nghiên xíu cây rồi. Phải đếm mới được. Và đây nè cả nhà, là 100.000 một cây nha. Đó. Cái này là 5 cây bên em sẽ bao xiết và 10 cây bên em sẽ tặng hộp nha. Đó, đây. Đó, đây nè ha. Nó rễ nè. Đó, cây như thế này nha cả nhà. Đó, hàng và như thế này rất là đẹp luôn ha. Giá chỉ có 100.000 một cây thôi. À, bây giờ em sẽ vào đây cho cả nhà mình xem thêm nè. Tại vì em về lần lượt từng xe á cả nhà. Nói chung là rút những cái cây đẹp đẹp về để giao cho khách thôi à. Còn bán hàng kia thì để em nuôi tím chứ cô không có lấy bán ha. Đó, trời ơi coi nè. Đây, cây như vậy nè. Đó, cây như vậy nha cả nhà. Đó, hai đang tay hơn nè. Đó, đây, cây cành cốt bự trà bá luôn. Hàng này là giảo siêu nụ nha. Đó, giảo siêu nụ, rễ nè. Đó, rễ nè. Đó, đây, nó đều trang nhau hết. Cả nhà nhìn thấy ha. Em tiễn hàng là về đều trang nhau hết nha. Đó, đều trang nhau hết cả nhà. Đây em sẽ qua nè. Đây. Đó, đây nè cả nhà. Rễ nè ha. Đó, đây nè. Rồi giá chỉ có 100.000 một cây nha. Trời ơi có nụ nè cả nhà. Đó, nụ nè. 100.000 một cây, nếu chúng ta lấy 5 cây bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi mới về luôn, cái lô này quá tuyệt vời luôn cả nhà. Rồi giá là 100.000 một cây nha. Đó, còn hàng bên đây là hàng bạch mai thái nè. Đó, loại này thì cũng 100.000 một cây. Loại này vừa chơi hoa vừa chơi lá nha cả nhà. Đó, cây rất là đẹp nha. Đây. Rồi, bên đây là bạch mai miếng điện. Thì loại bên đây lớn hơn, loại này chơi Tết được nha. Loại này hiện 120 cả nhà. Rồi, ngoài cái đó thì em có lô giảo Thủ Đức liền cốt 3 mùa nè. Đang giảm giá còn có 130.000 cây, hơn 10.000 cây. Đó, đây cả nhà. Đó, đây ha. Đây. Đây như thế này nha. Đây này cả nhà. Đây. Uống dán lông hết nha. Cây rất là đẹp luôn nha. Giá có 130 cả nhà. Rồi hàng bên đây là hàng Đại Lộc nè. Đại Lộc này 150 nha. 150. Đây ha. Cây cái cốt cái xương của nó cứng nhắc mập lù luôn. Nụ coi nè. Trời ơi. Đó, đây. Cây như thế này nha. Giá có 150 thôi cả nhà. Nếu loại này 4 cây thì bên em bao ship nha. 10 cây thì bên em sẽ tặng một đó. Cây cành cốt của nó nè. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo cho em nha.